Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh tin tức quân sự của chúng tôi Sau đây là bản tin Những sự vũ khí Mỹ khiến quân đội Nga phải ảo ước Mặc dù là lực lượng đáng gồm Nhưng quân đội Nga vẫn còn tồn tại một số thiếu sót quan trọng so với Mỹ Theo nhà phân tích Robert Farley Trong chiến tranh lạnh, Liên Xô và Mỹ luôn ra sức bắt kịp những loại vũ khí tốt của nhau Các loại máy bay chiến đấu, máy bay ném bom, tàu ngầm và xe tăng trong thời kỳ này Đều do hai phía nhìn nhau mà thiết kế khi chiến tranh lạnh có đến cơ hội kết thúc liên xô mất đi khả năng cạnh tranh với mỹ ở một số lĩnh vực then chốt sự sụp đổ của tổ hợp công nghiệp quốc phòng sau khi liên xô sụp đổ càng ngày làm trầm trọng thêm vấn đề ngày nay mặc dù vẫn là một lượng đáng gồm nhưng trong quân đội nga còn tồn tại một số thiếu sót so với mỹ dưới đây là năm phương diện mà chuyên gia pha lây cho rằng nga mong, nga mong muốn được như mỹ một tiêm kích thế hệ thứ năm 5 năm trước Mẫu tiêm kích Sukhoi BAKFA được kỳ vọng giúp Nga thu hẹp khoảng cách với Mỹ và trở thành máy bay chiến đấu tiền tuyến của Moscow. Hiện nay chương trình này đang gặp khó khăn. Các vấn đề về kinh tế và kỹ thuật đã khiến Nga giảm đáng kể số lượng đặt hàng so với kế hoạch. Trong khi đó, Mỹ đã thành công đưa F-22 vào phục vụ ở tiền tuyến. Mặc dù Nga vẫn tiếp tục chế tạo và vận hành các chiến đấu cơ đáng gồm khác nhưng không loại nào có thể sánh được với F-22. Cho tới trước khi bak fa hoặc một mẫu máy bay mới đưa vào hoạt động thì Mỹ vẫn nắm lợi thế quyết định trong cuộc chiến tranh giành ưu thế trên không. 2. Vũ khí dẫn đường chính xác So với hai chiến dịch quân sự Georgia và Ukraine, Nga bắt đầu sử dụng rộng rãi hơn các loại vũ khí dẫn đường chính xác tại Syria, nhưng nước này vẫn xếp sau Mỹ về tần suất triển khai chúng. Một phần lý do là do học thuyết quân sự khác nhau, song phần khác là vì Nga vẫn chưa tích trữ được lượng vũ khí lớn dẫn đường danh sát như Mỹ đã có qua nhiều thập kỷ. Hơn nữa, các chiến đấu cơ của Nga nhìn chung chưa được trang bị các bối cảm biến đặc trưng như trên máy bay phương Tây khi thực hiện nhiệm vụ không đối đất, Nga khiến cho chiến dịch không kích của Nga có nhiều khác biệt ở một số khía cạnh kém hiệu quả hơn so với phương Tây. 3. Tổ hợp tình báo giám sát trinh sát. Trong buổi sáng chiều của chiến tranh lạnh, tư tưởng của Liên Xô đã nhận thấy rằng sự kết hợp giữa khả năng tấn công tầm xa và công nghệ thông tin sẽ mang lại năng lực thống trị trong thời đại mới Họ cũng thấy rằng Liên Xô đã xóa đi nhiều hệ thống đổi mới cần thiết để cạnh tranh với Mỹ trong lĩnh vực công nghệ máy tính và thông tin liên lạc. Đối với quân đội Nga ngày nay, một số mặt đã được cải thiện, một số mặt khác thì chưa. Họ vẫn thiếu khả những khả năng đặc trưng cho phương thức tác chiến của Mỹ như tình báo, thông tin liên lạc, năng lực phối hợp. Mặc dù các lực lượng vũ trang Nga đã tác chiến hiệu quả tại Gurira, tại Georgia, Ukraine và Syria, nhưng họ sẽ khá thành công nhiều hơn nếu được bổ sung thêm máy bay không người lái thiết bị thông tin liên lạc hàng nhẹ, hệ thống nhận đường bằng vệ tinh, máy tính tốc độ cao. bốn Phương tiện tác chiến đổ bộ Năm 2011, Nga ký hợp đồng với Pháp để mua 4 tàu đổ bộ chở được thang lốp Mistan. Theo thỏa thuận, Pháp sẽ đóng thêm hai tàu đầu tiên, sau đó hỗ trợ Nga chế tạo kẹp tàu tiếp theo. Các con tàu này hứa hẹn sẽ giúp Nga lắp đầy lỗ hỏng trong năng lực tác chiến đổ bộ vốn đã bị bỏ bê từ khi kết thúc chiến tranh lạnh. Tuy nhiên, việc Nga sắp nhập vào Crimea và can thiệp vào tình hình Ukraine đã khiến Pháp hủy bỏ hợp đồng, phá vỡ kế hoạch trang bị các tàu đô bộ hiện đại Smotco. Nếu hải quân Nga có được các tàu Mistral thì có lẽ giờ này chúng đang được khiển khai ngoài khơi Syria. Thay vào đó, hải quân Nga vẫn tiếp tục phụ thuộc vào những chiếc máy chiếc tàu đã hoạt động lâu năm, trong lúc ngành công nghiệp đóng tàu của nước này đang phải kiến sức lắp ráp những con tàu hiện đại với kích thước với kích cỡ lớn hơn. Năm lực lượng chuyên nghiệp Nga đang gặp nhiều vấn đề với hệ thống tuyển quân sự đã lỗi thời giới chức quân sự nhìn chung đã cùng đánh giá lính nghiệp vụ có chất lượng rất thấp moscow đã phát triển một loại các kế hoạch để xây dựng quân đội chuyên nghiệp nhưng nước này vẫn đang gặp phải những vướng mắc nhất định về tư tưởng truyền thống khó khăn tài chính nếu xây dựng được một đội quân tự nguyện chuyên nghiệp hiệu quả tác chiến của quân đội nga chắc chắn sẽ được tăng cường đáng kể kết luận nhìn chung quân đội nga vẫn cực kỳ đáng gờm song họ còn phải tiếp tục đấu tranh với những tồn tại từ thời chiến tranh lạnh tình hình kinh tế khó khăn giá dầu giảm là các yếu tố bất lợi tuy nhiên vẫn có lý do để tin rằng người nghe đã nhận thức rõ rệt trong thiếu sót của mình và đang nỗ lực để khắc phục chúng. Bản tin đến đây là kết thúc. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại ở các bản tin tiếp theo.